Chào mừng tất cả mọi người. Hôm nay thì thời tiết đã khá khẩm hơn, khô ráo, có tí nắng vào buổi sáng. Nên là hôm nay nhà sói sẽ đi cái trung tâm mua sắm Garden City để ăn uống với lại mua sắm. Đi chơi bù ngày hôm qua cả nhà ở trong nhà cả ngày ấy. Mình biết là hôm nay mình dùng màu son này sẽ có bạn hỏi là mình dùng màu son này là màu son gì. Thì mình mang ra đây để chia sẻ với mọi người luôn. Màu son mình đang dùng này là màu Wicked. Đây mọi người nhìn tên này. Đấy. Và hãng này là hãng Lycrams, chứ không phải là Crams, không có chữ S, Lycrams, đọc cái từ này khó lắm ấy, tại vì nó như là like, xong nó lại lam nữa, Lycrams, đấy, thế này thì đúng rồi. Và cái son này ấy, thì là son của Mỹ. Cái hành trình mình mua cái son này khá là vất vả. Mình nhớ là lúc đấy thì là ở New Zealand tự nhiên họ lại ngừng, họ không phân phối cái son này đến New Zealand nữa ấy. Thế là mình phải nhờ em mình ở Mỹ để mua. Và đến lúc mà nghĩ đến chuyển đường bưu điện sang New Zealand ấy, thì cái cước phí để chuyển từ Mỹ sang New Zealand nó quá là đắt. Tức là nó còn đắt hơn cả cái tiền để mua cây son này ấy. Thế là cuối cùng son này với giá ở trên trang web của hãng này là 20 đô Mỹ. Và đô Mỹ thì cao hơn đô New Zealand không? Thế là tính ra đô New Zealand là gần 40 đô, mình nghĩ thế. Sau đấy thì hai chị em bảo thôi chết rồi, bây giờ làm thế nào nhỉ? Mua son rồi mà không gửi được thì làm thế nào? Thế là cái dịp đấy thì là em mình lại có việc về Việt Nam. Thế là đợt đấy là đợt tháng 9, tháng 10 năm ngoái, nhà sói cũng về Việt Nam nữa. Thế là cuối cùng hai chị em quyết định là thôi, đợi đến tận tháng 9, tháng 10, tức là mua từ tháng 3, tháng 4, nhưng mà đợi đến tháng 9, tháng 10 cùng về Việt Nam gặp nhau xong rồi lấy son. Và cuối cùng thì mẹ son cũng lấy được son rồi. Và đây cũng là một loại son ưa thích nhất của mình để dùng vào mùa đông này. Mình mua hai cây, một cây này với cả một cây màu đỏ tươi. Thì cái màu đỏ tươi ý, tên là Red Velvet. Và cái son này là dạng son nước lì không trôi, ăn uống thoải mái. Và cái son này nếu như mọi người xem cái vlog mà mình đi ra ngoài, trốn sói ra ngoài đi ăn tối với lại cô chú mình ở Scotland sang đợt tháng 5 ý. Không phải tháng 5, tháng mấy nhỉ? Tháng 3, quên mất, đây là tháng 6 rồi. Tháng 3 ấy, thì là mọi người sẽ nhận ra cái màu son này. Em chói đây, đầu tóc thì chưa vuốt vào đâu cả. Cháu vừa ăn cereal, thế là cereal dính quanh miệng cháu này. Bây giờ bảo ba nhà con nhỉ, đi giày này, đi giày chúng đi ra ngoài chơi. Đi mua chấm chơi. Cho mẹ xin nào. Cho mẹ xin. Cha. Cho mẹ xin. Cha. Come on. Daddy. Daddy. Should we go? Hôm nay ba sẽ mặc áo len đây. Hôm nay vào H&M thì mình sẽ mua cho ba sói một cái áo len màu xanh nữa, màu xanh lá cây đậm ít. Tại vì em sợ có một cái áo len màu xanh lá cây đậm để cho hai bà con mặc giống nhau. Thanh niên chói đây ạ. Chói kia. Hey Raffi. Không vừa đến nơi được à? Ba. Daddy, you're teasing him. Don't do that. Biết là con không với được là con cứ đẩy con đến đấy. Raffi, Raffi, hey. Đang ở trong grill burger để ăn cái loại burger rất thích của nhà sói. Và hôm nay cũng gọi cả burger mini cho em sói nữa. Vừa nãy thì trên đường đến đây thì mình cũng tạt vào Mark để mua cái kem highlight này. Đây gọi là cream color base. Và màu này là màu hush. Không biết mọi người nhìn thấy cái tên màu đây không nhỉ? Tên màu ghi ở đâu nhỉ? Tên màu ghi ở phía trong của cái hộp này cơ. Cái này làm highlight cực kỳ tự nhiên và rất là bền màu ấy. Khi nào mẹ sói dùng cái này thì mình sẽ xem vlog và chia sẻ với các bạn nhé. Đây là burger mini xuất của em sói này. Bé xíu. So sánh với lại burger của mẹ này. Đây cũng là khoai tây chiên của em sói. Còn đây là khoai lang chiên của ba mẹ sói. Hôm nay mình gọi cái burger này thì mình có gọi thêm
ớt xanh vào đây nữa để ăn cho nó cay. Mọi người ăn trưa với nhà sói nhá. Sao lại tháo giày ra này hả con? Tháo giày ra xem lại còn hị đấy. Hả? Xem lại tháo cả hai chiếc ra chứ. Chân em này, bây giờ chân đất mất tết à? Sao cái chỗ này nó lại lăn lên thế này nhỉ con nhỉ? À wee 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 wee. Vẫn thích nghịch giày à? Nhà sáng ăn chưa xong thì bây giờ hai vợ chồng mình đang muốn đi uống cà phê với uống trà. Sau đấy nghỉ ngơi tiêu đồ ăn một tí thì hai ba mẹ cháu bắt đầu đi mua sắm. Trà của mẹ cháu đây, sữa của sói đây. Tí nữa sói tư ti nốt cái chỗ này xong là cháu nằm trong nôi cháu ngủ luôn này. Cà phê đen của ba cháu đây. Ba cháu đây. Daddy say hello. Bảo ba cháu say hello mà ba cháu như trẻ. Sói ơi. Sói à. Nhà cháu về đến nhà rồi đấy. Em sói thì lăn quay ra ngủ. Nên là bây giờ mẹ cháu sẽ phải tranh thủ đi lau nhà. Ui. Ngoài trời tự nhiên bây giờ gió nó lại to thế. Sói khoái cửa này à? Ba sói thì chạy sang bên nhà ông nội làm cái gì ấy. Mẹ cháu bây giờ đi dọn dẹp lau nhà cửa ở đây. Đấy, mẹ sói dọn dẹp nhà cửa từ lúc về nhà đến bây giờ mới xong. Bây giờ thì mình đốt một vài giọt tinh dầu cho nó thơm nhà này. Bây giờ là 5 rưỡi rồi. Từ lúc nhà sói về đến nhà đấy là 4 giờ. Lau dọn nhà cửa, phơi quần áo, sắp xếp lại đồ chơi của em sói. Em sói thì vẫn đang ngủ trong phòng. Bây giờ mình đã chuẩn bị đồ hòm hòm để tối nay nấu đồ ăn tối rồi. Và tối nay thì nhà sói sẽ ăn cơm với lại canh dứa thịt chua như hôm trước ý. Với lại thịt gà nướng. Ba sói thì vẫn đang ở bên nhau bà nội. Về một cái loa sói chạy sang đấy không biết là sang đấy giúp ông làm cái gì ý. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ vào phòng này gọi em sói dậy. Sau đấy thì hai mẹ con đi sang bên nhà ông nội chơi. Cả tuần nay sói không gặp ông bà nội mà. Sau đấy thì là khi nào về đến nhà thì mình sẽ bắt đầu nấu nướng. Mọi người vào đánh thức em sói với mẹ sói nhá. Sói ơi. Mẹ đây. Mẹ đây. Mommy here. Come mama. Come mama. Come mommy quick. Come, come, come. Oh, trời ơi, mẹ cả đâu. Nào mẹ ôm lại. Ui, ui, nặng chê. Nặng quá. Mama. Ôi trời. Không vấn đề gì hết mẹ đây. Ui. Đây, cháu tỉnh táo rồi đây. Để mẹ tắt điện đã nhá. Mẹ tắt điện hai mẹ con mình đi sang bên nhà ông bà nội. Hi. Tắt cái điện này nữa. Hi. Mẹ con cháu sang bên nhà ông bà nội chơi đây. Tắt điện trong này nó em ạ. Tắt điện ở trong này nó. Tiết kiệm điện. Tắt điện ở ngoài này nó. Tắt điện tối không mom. Nhà sói đi chơi bên nhà ông bà về rồi đây. Hôm nay sang đấy thì là bố có nấu mì nên là hai vợ chồng mình ăn tối luôn ở bên đấy. Mình vừa uống cider ở bên nhà bố mẹ nên thành ra là môi bây giờ nhìn nó hơi khô ấy, tại vì nó có cồn vào mà. Còn em sói thì là sang bên đấy bên nhà ông bà ấy ăn uống linh tinh nên là ba mẹ cũng quên luôn không cho em ăn tối. Nên bây giờ về đây thì mình sẽ bắt đầu cho em ăn tối này. Sau đấy thì cho em đi tắm. Ba sói đang rủ là sói tắm xong thì cả nhà đi ra ngoài, đi ra quán cà phê đi bộ ấy. Nhưng mà để xem đã. Tại vì là ngoài trời nó vẫn còn bão nên là gió nó rất là to ấy. Không mưa nhưng mà gió rất là to. Để xem như thế nào đã. Nếu như mà gió không to, không quá lạnh thì là nhà sói sẽ đi ra ngoài, đi ra quán cà phê như tối hôm trước. Còn bây giờ thì mình cho em sói ăn tối đấy nhá. Đây là súp khoai mẹ cháu làm. Giống y như cách mà mẹ cháu làm. Hôm trước súp khoai mẹ cháu chia sẻ với mọi người. Nhưng mà hôm nay mẹ cháu cho thêm cà rốt này. Mẹ cháu cho thêm hành với lại là cho thịt gà vào xay cùng nữa. Bây giờ cháu ăn tối đây ạ.
đặt máy xuống đây nhá. Đặt máy xuống đây. Nào, nào thì mình ăn tươi nào. Hi hi, 7:30 rồi kìa con kìa. Hôm nay chơi là hơi bị muộn đấy em nhỉ. Hơi chơi bên nhà ông bà hơi bị muộn, quên mất ăn tối đấy. Quên mất đấy. Lúc cháu ở bên nhà ông bà cháu cháu cũng ăn linh tinh rồi. Ủa? Cái gì đây? Con có cái gì đấy? Con có gì đấy? Sao? Cái gì? Cái gì? Cái gì thế? Đây là rau của mẹ mà. Rau, còn đây là gì nhỉ? Cái băng dính ba mua. Hả mẹ? Ăn linh tinh nhá, cứ sang bên nhà ông bà ăn được linh tinh là về, con không chịu ăn tối. Con ăn tối rất nhanh nhang là mẹ không đồng ý một tí nào cả. Nghe chưa? Cháu sang bên nhà ông bà cháu ăn được ăn đủ các thứ nhưng mà cháu ăn kiểu không nghiêm túc ấy, tại vì không có ghế để ngồi mà. Nham nham. Tối nay ăn nhẹ nhẹ thôi nhỉ, tại vì trưa nay em ăn burger rồi. Ô giảm nhá. Hai dồi. Ông nhồi. Hai dồi bụi chú. Ăn chút cho dễ. Ăn chút cho dễ. Dễ. Nam. Này mẹ không đồng ý đâu nhá. Không thôi là mẹ cho đói đấy. Dụi dọ gì, mẹ biết là giờ này là giờ con đi ngủ rồi. Thế nhưng mà tại vì con chơi con quên mất. Nhanh nhanh khẩn trương, không ăn là mẹ cho đói luôn. À, cái anh này. Thôi nhá, không ăn thì thôi đi tắm nào. Thôi nhá. Finish. You finish. Hư lằng nhằng không ăn uống gì là thôi, mẹ cháu cũng cho nghỉ luôn. Không phải ăn uống gì cả. Mẹ cháu đang đợi nước để chuẩn bị cho cháu đi tắm. Mẹ cháu phải thay cái quần này mặc vào để cho cháu đi tắm cho nó thoải mái, chứ mà quần bò thì không thể nào tắm cho em ấy được. Tối nay đói nhá, con nhá. Bụng đói đi ngủ nhá. Ba cháu đang chơi cái gì ở trên iPad ấy. Chơi nhạc. Cái bồn tắm này buồn cười thật ấy. Cái nước nóng này có hôm mở ra được, có hôm mở ra không là thế nào nhỉ? Bảo ba sói kiểm tra bao nhiêu lần rồi gọi người đến mà ba sói không làm. Tại vì là như mọi người biết là mình tắm cho em sói vào trong cái bồn nhỏ này mà mình vặn nước nóng ra cách đây 5 phút rồi. Thế mà nước nóng vẫn chưa ra. Thế chắc là không sử dụng được cái bồn này hôm nay rồi. Bình thường ấy thì là mình dùng bồn này để tắm cho em sói. Còn cái bồn to ở trong phòng mình không dùng cái bồn đấy. Tại vì là nó to quá, không tiết kiệm được nước là cái nhất. Cái thứ hai là kiểu nó không an toàn ấy. Còn tắm ở trong vòi hoa sen thì là ba sói tắm cho sói. Tại vì là ba sói chắc tay giữ em sói ở trong vòi hoa sen hơn là mình ấy. Đấy, mà mấy hôm nay thì ba sói tập tắm cho sói rồi. Nên là hôm nay mình muốn để ba sói rảnh rảnh một tí thì mình tắm cho em sói. Nhưng cuối cùng cái bồn này thì nó lại không dùng được. Nên thôi có khi lại bảo ba sói cho sói vào trong phòng vòi hoa sen này tắm ấy. Bực mình ghê. Muốn chia sẻ công việc với ba sói một tí. Thế mà bồn tắm nó lại không hậu thuẫn. Đây mọi người nhìn này, mẹ cháu phải phơi quần áo vào bên trong này này. Tại vì ngoài trời mưa gió ấy. Còn đây là chăn ga gối mẹ cháu chưa giặt được. Quần áo bẩn. Đây, tạm thời mấy hôm nay cứ kiểu mưa mưa gió gió như thế này thì cứ giặt quần áo trước đã, còn chăn cao gối để sau vậy. Sói đâu? Sói đâu rồi? Rafi, cháu tắm rửa xong rồi đấy. Mẹ cháu cũng thay đồ xong rồi. Hey, why turn light out? Hey Rafi. Hôm nay lại được thức muộn nha con nhé. Làm sao? Thức muộn nhá. Tối nay ăn tối ở bên nhà ông bà nội sói rồi ấy. Thế nhưng mà mình vẫn thèm cơm canh dứa chua. Nên là
mẹ cháu lại quyết định nấu một nồi cơm canh dứa chua để ăn đêm như thế này. Siêu dứa luôn, hôm nay chỉ toàn dứa là dứa, tại vì mẹ cháu thèm dứa quá. Còn em 6 với ba thì đang chơi ngoài phòng khách. Mình định đi tẩy trang xong nghĩ là đói đói thế thôi ra ngoài nấu ăn, thế là chỉ kịp tẩy trang môi. Thì nó ăn cho nó thoải mái, sau đấy trước khi đi ngủ thì tẩy trang toàn bộ mặt. Sói hâm đây. Xong mai lại đến 9-10 giờ mới dậy ấy nhá con nhá. Cái khi nào ba cháu được nghỉ là cháu được chơi muộn. Đầu tóc này, đầu tóc vừa tắm gội xong rũ rượi chứ con nhở. Tiện đây đang chờ cái nồi canh thì mình muốn chia sẻ với mọi người, muốn buôn chia lên với mọi người một tí về cái vấn đề là livestream. Thì thực sự là mình rất muốn làm livestream để chit chat với mọi người ý. Thì nhà sói, mình với em sói có livestream với mọi người được 1-2 lần hay 2-3 lần gì đấy. Thì chỉ được khoảng độ 1 lần thì là có đông đủ nhiều người ý, nói chuyện với nhà sói. Còn đâu là chắc là mọi người bận ý, với lại giờ rất là không hợp lý ý. Nên là mình cũng không, tức là không có động lực và cũng không biết là lúc nào nên livestream để phù hợp với đa số các bạn có thể chit chat được với mẹ sói cả, chứ không phải là mình không làm livestream nữa. Thế nên là bây giờ mình rất muốn là thống nhất ngày giờ, hay là mọi người để lại comment đi là chính xác là ngày nào giờ nào tuần tới này các bạn rảnh, và các bạn có thể chia sẻ với nhau ấy, nói chuyện với nhau ở dưới vlog của nhà sói này này, để thống nhất xem là ngày giờ nào là hợp lý cho tất cả mọi người ấy. Tại vì tất cả mọi người ở đây đều là bạn mẹ sói mà, thì các bạn vẫn có thể, cũng có thể trở thành bạn của nhau nữa. Thì các bạn có thể thống nhất với nhau đi, sau để lại comment ở phía dưới và mình sẽ làm livestream để chit chat với mọi người. Như thế thì nó sẽ hiệu quả hơn ấy, sẽ nói chuyện được với nhiều người hơn ấy. Mẹ cháu pha sữa cho cháu để cháu đi ngủ này. Cháu tu ti sữa trước khi đi ngủ. À, có một số bạn hỏi mình là cái vòng mà trước khi mình cho cái đầu ti này vào cái chai sữa của em sói này ý, là để làm gì ý. Thì mình sang đây thì mình mới biết là cái bình sữa của em sói ý, nó khác với bình sữa của Kalia, là em họ của sói, chị họ của sói thì đúng hơn, tại vì là đấy là con của chị, của ba sói mà. Thì cái bình đấy nó cao hơn ý, nên là nó không có cái vòng này. Còn bình của em sói thì là thấp hơn, chắc là do bình sản xuất cho mỗi nước thì khác nhau ấy, nên là có thêm cái vòng đấy để chống, gọi là gì nhỉ, chống bị giò sữa ra ngoài khi mà em ấy tu ti ý. Còn cái bình mà cao của Kalia thì không cần có cái vòng đấy. Thế nên là nếu mà mọi người thấy có sự khác biệt ấy thì không có cái gì là lạ cả đâu. Ví dụ như mọi người mua bình thế, chắc là có nhiều người sẽ nhìn thấy là ô sao của em sao có cái đấy mà cái bình của mình thì không ấy. Thì tất cả nó đều là bình của Ven hết. Thế nhưng mà chỉ là do là sản xuất của mỗi nước thì nó sẽ khác nhau ấy, cái kết cấu của nó khác nhau một tí. Mình thì mình cũng muốn có cái bình cao như của Kalia, đỡ phải có cái vòng đấy ấy. Thế nhưng mà mẹ sói mua cái này ở New Zealand nên là có thêm cái vòng đấy. Thêm đồ để rửa. Nào con ném ra đây với mẹ nào, ném ra đây. Boom, đứng nhồi. Nào, thể dục thể thao trước khi đi ngủ nào. 1, 2, 3. Ném ra đây cho mẹ. Nhanh. Boom, đứng nhồi. Wow. Quick. 1, 2. Boom. Nào, ném ra đây. Nhanh, khẩn trước. Nhanh. Nào, con ném ra ngoài này chứ. Ném. Wow. Giỏi thế nhở. 1, rapid look, 2. Đi nụ chưa? Đi nụ được chưa? Em ơi, Đi nụ nhá. Con nói bye bye nào. Bye. Kia. Bow. Ba cháu đang xem phim ngoài kia nên nó hơi ồn một tí.
Ném đi cho mẹ. Nhanh nhanh nhanh. Ném đi. Nhanh. Nhanh lên. Nhanh lên. Quýt 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 quýt. Nhanh lên. No. Oh, Rafi, look, look. Nhanh lên. Nhanh lên. That is really loud. Okay, bye bye. Bye bye. Sói say bye bye. Con nói bye bye nào. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Cháu nói bye bye đấy. Bye bye. Bye bye. Nào ném ra đây cho mẹ nào. Here here here. Here here. Bye bye. Nào mẹ đái cửa này vào nào. Úp. Ồ ồ. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Có bóng đâu rồi? Có bóng chưa? Có bóng chưa vào trong này. À, Rafi, look, 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 look. Woohoo. Bye bye. Quýt, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh. 1, 2. Bye bye. Say bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đúng rồi. Em sói thì ngủ rồi, bây giờ cũng muộn nên là mình sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây. Ngày mai ba sói được nghỉ làm, ba sói sẽ đi nhóm chơi với mẹ con sói. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói thì để lại comment này, chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn. Và nhà sói sẽ lại gặp lại mọi người vào vlog ngày mai. Bye.